Cả nhà ơi, phát hiện đàn bò đi vào mộ của cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Nó ăn cỏ, ăn bông. Nó phát hiện đàn bò đang đi lang thang ở ngoài đường nè, nó tiến vào mộ cậu Năm cả nhà. Bò ở đây rất là đông, con to to không cả nhà. Nó tiến vào mộ cô Năm nè, nó đang đi đi vào nè, nó cái hướng nó đi vào mộ cô Năm nè, đuổi nó ra con cả nhà. Quá trời bò luôn nè, một loài bò bự lắm cả nhà, nó đi vào nè, dắt con nó theo nữa. À, trời. Nó tấn công, nó đi vô đây tấn công, nó định ăn bông nè. Tụi em ở đây đuổi ra, đi. Đi. Đi vô khác, không có vô mộ nha. Không có vô mộ cô Năm, đi vô khác. Đây. Đó, đuổi nó đi cả nhà. Đó, nó ăn cỏ luôn, cây lá cây mà nó còn ăn nữa nè, cây này cây gì mà nó ăn cây lá luôn nè. Nó bật đuổi đi. Quá trời, má rắc mấy con bò này nó quậy. Bò đực, bò cái, bò con nữa, quá trời bò luôn. Lá cây nó còn ăn, nó cỏ ăn bông, ăn nó vô ăn bông luôn. Rồi em đuổi nó đi rồi cả nhà. Đuổi nó đi để không cho nó quay đầu vô mộ con Năm nữa. Để nó ăn mấy cái bông nó mắc đẹp nữa. Ở đây có con trâu đá nè. Con trâu này thì nó không có ăn cỏ nè. Con trâu này nó nằm đây, nó bất động đây, con trâu đá nó không có gì hết. Chú Tiểu ngồi trên trâu đá. Nó nằm bất động đây, không có ăn cỏ, không có gì hết, không có quậy gì hết. Con này để cho đây, ở đây đi. Không có đuổi nữa. Để đây cho nó đẹp. Có cái cày nữa nè. Dạ thì cũng đuổi mấy con bò nó đi rồi cả nhà. Để nó vô mộ của cậu Năm Vũ Linh ăn hết bông thì không có đẹp nữa. Sáng hôm nay thì khán giả đến viếng cũng chưa có nhiều cả nhà. Giờ này cũng gần 8 giờ, 9 giờ rồi. Nhưng mà khán giả thì hôm nay có lẽ là đi làm nên cũng chưa có khán giả đến viếng nhiều. Trên bàn thờ của cậu Năm Vũ Linh đó thì chỉ có hoa, hương. Thì trái cây và bánh thì cũng chưa có ai đến viếng, chưa có nhiều cả nhà. Để em đi vào bên trong để cho cả nhà thấy ha. Giờ này 9 giờ rồi mà khán giả đến rất ít. Lúc này thì chưa có ha. Lúc này thì chưa có khán giả cả nhà. Trên bàn thờ của cậu Năm Vũ Linh đó thì vẫn vậy. Vẫn như lúc sáng lúc em chia sẻ. Có một khán giả thôi nè, đã đến viếng và cho cậu một hộp xôi. Bông thì lúc nào cũng có trên bàn thờ của cậu Năm. Bông với lại thuốc lá. Biết cậu Năm thích hút thuốc lá nên lúc nào mọi người cũng chăm thuốc lá cho cậu Năm. Đây là hộp xôi nè, xôi này là xôi ngọt ha. Đó, cái cây này là cây phát tài. Vẫn được ở đây chăm sóc thay nước thường xuyên. Hoa huệ rất là đẹp luôn. Hoa huệ trắng, huệ đỏ, phát tài. Cây phát tài của chị ở quận 6. Có hai cái bình đẹp lắm cả nhà, bộ lư hương nè. Hoa ly thì chưa nở nha cả nhà. Bông thì được đem ra nè, khô, bông này khô nè. Được mọi người, được anh em đem ra rồi nè cả nhà. Nó sắp xếp lại cho nó ngăn nắp, cho nó đẹp. Bông ở đây là bông giấy, bông vải, bông sáp. Hoa lan màu vàng. Đẹp lắm cả nhà. Từ bên Mỹ mà gửi tấm lòng về Bình Dương về tặng mộ của cậu Năm Vũ Linh luôn. Rất là quý luôn. Nó cây phát tài này rất là đẹp. Chỉ cần mình thay nước thường xuyên để cho nó không có bị úng thì nó sẽ ra rễ và nó sống lâu. Nó sẽ giữ được đẹp. Em thấy khán giả này là cũng tinh tế nè. Đó. Tặng những cái cây này, cây phát tài này là để vài tháng cứ hôm sau chỉ cần mình thay nước thường xuyên là nó tốt rồi. Đó. Hoa đây là hoa sáp nè. Hoa ruby, hoa barbie của shop Bích Tiền. Em còn nhớ là của shop Bích Tiền ở Bến Cát, Bình Dương.
em Hồng tới cắm á, lúc mà nó bị ít ít á, có em gái tên Hồng tới cắm cái video đó, em có quay em Hồng đó, em ấy cũng rất là dễ thương. Có số điện thoại trên đó luôn á, cả nhà mình muốn đặt hoa cúng viếng cầu năm á thì cả nhà vào cái video cũ em coi ha. Sang đây có cái cô này nè, cổ đi tính viếng rồi xong cổ nhìn di ảnh, nhìn hoa, nhìn thấy thương lắm, cổ cũng có một cái gì đó buồn buồn. Di ảnh của cậu Năm thì được đặt ở đây cả nhà, nấm mộ thì chưa có nha. Em muốn chia sẻ thực tế đến cả nhà, đôi lúc cái video em quay nó không được hay, mong là cả nhà thông cảm, nhưng mà đó là thực tế và chính xác nhất. Cái đèn dầu sáng em thắp á, vẫn còn được ở đây, nó vẫn còn cháy nè, do không có gió thì nó vẫn cháy. Em tìm mua cái ống khói ở phía bên trên á để nó chắn gió mà em tìm không, hoài tìm không được cả nhà ơi. Tại vì buổi sáng em đi hơi sớm, còn chiều thì em về thì tối rồi, em không biết chỗ nào mua. Em ghé mấy tiệm tạp hóa đó, em mua thì lại không có. Đó, thì lúc này thì em quay được một xíu thì có khán giả vào. Khán giả vào rồi. Thì mọi người ở đây thì cũng canh giữ, không cho mấy con bò nó vô nó phá. Nó ăn bông hết không đẹp. À, hôm qua thì cũng có cái chị đó, chị nói là thôi thì để cho... Nếu mà buổi tối nó có vô ăn thì kệ nó, cũng đừng có đánh đập gì nó, tội nó. Thì cúng buổi sáng thì buổi chiều nó ăn thì thôi kệ. Thì coi như mình nuôi dưỡng nó vậy, mình tạo phước gì. Thì hoa thì cúng xong rồi nó ăn cho nó ăn đi, tội nghiệp nó, giống như mình nuôi nó vậy. Đó, cả nhà thì em thấy nó cũng có hợp lý, cũng có lý. Nhưng mà khi mình ăn hết thì nó cũng nó không đẹp. Nó không đẹp đúng không cả nhà? Nhưng mà mình cũng đừng có đuổi nó đi nhẹ nhẹ thôi. Đuổi nó đi nhẹ thôi, đừng có đập nó mạnh quá. Cũng tội nó đói nó mới ăn mà. Thì mấy cái bông này nếu mà không có, nó không có ăn á, thì cũng để nó héo à. Đó. Còn mấy hoa sáp thì nó đâu có ăn đâu cả nhà. Mấy hoa sáp chỉ cần mình bảo quản á, đừng có bị mưa thôi. Nước mưa, nước nó vô cái là nó bị hư cái bông sáp liền cả nhà. Hoa này là hoa babi nè, hoa ruby, babi, hoa khô á. Là nó lâu lắm rồi đó, là mà vẫn còn giữ được tươi, được lâu, được đẹp như vậy đó. Hoa babi ruby này á, là được cả tháng hơn nữa cả nhà, xanh đỏ tím vàng rất là đẹp. Đây, cái này là của chị Hồng Ngọc ở An Giang nè. Thì em cũng cảm ơn chị Hồng Ngọc có tấm lòng nha. Chị tặng nhiều lắm, tặng bông mà tặng ảnh nè, rồi tặng bánh kem mà rau câu nữa. Hôm qua chị có tặng cái bánh kem rau câu nhìn rất là ngon, rất là đẹp luôn. Thực sự tấm lòng của chị mà ở An Giang mà chị gửi lên tới tặng mộ của cậu Năm Vũ Linh đó, quý quá quý luôn á. Di ảnh của cậu Năm Vũ Linh đặt phía sau nè, ngang đây được 4 tấm. Hôm qua em có nghe nói là có người á là lấy gọi là trộm tấm ảnh của cậu Năm về để trưng để thờ vậy đó, em không biết nữa mà em không có thấy. Nghe nói là có người đi trộm tấm ảnh rồi lên xe chạy mất tiêu. Là mấy cái hoa hồng này bị con nai ăn nè cả nhà. Cái đèn đây, cả nhà thấy cái đèn ha, vẫn còn sáng. Hoa thì hoa lan á, hoa lan trắng rất là đẹp, hoa lan tím cũng đẹp nữa. Rồi có người trộm cái lấy thỉnh cái gì, cái cây phát tài á cả nhà, cây phát tài á, mà lấy về gọi là sinh lộc sinh gì đó, mà cũng lấy về nữa. Em không biết lấy về để làm gì nó sinh lộc nữa. Đó, chắc là cậu... mọi người nghĩ là cậu là một người tốt quá nên cậu muốn lấy mấy cái đó về để lấy lộc hay sao đó cả nhà. Em thấy lấy lộc nhiều lắm. Rồi hả, là mọi người tới viếng ha. Viếng xong cái ngồi dưới mộ, ngồi gần mộ cậu á, bắt đầu thì thầm nói chuyện với cậu, không biết là nói cái gì á mà mọi người cũng thương cậu lắm, thì thầm bên mộ cậu nè, nói chuyện với cậu. Đây có hai em nhỏ nè, cha mẹ dắt theo để viếng mộ cậu. Mấy em cũng nhìn cưng lắm. Bàn thờ thì sáng hôm nay chưa có ai viếng, chưa có bánh trái gì hết cả nhà. Chưa có trái cây, cũng chưa có bánh bía gì hết, chỉ có nhang thôi. Chỉ có nhang với hoa thôi. Em cũng cảm ơn cả nhà đã trong thời gian qua theo dõi cũng như là ủng hộ, động viên em. Em cảm ơn rất là nhiều luôn. Bây giờ không biết cảm ơn từng người như thế nào nữa, thì em xin cảm ơn tất cả nha cả nhà. Cảm ơn tất cả đã quan tâm ủng hộ. Em sẽ cố gắng chia sẻ những cái gì video thật nhất, đúng nhất và chính xác nhất tại mộ cậu Năm Vũ Linh, để cho cả nhà ở xa mà không có đi tới viếng được á, thì có thể thấy qua được cái
cái mạng internet, thấy qua được cái YouTube mà theo dõi thông tin chính xác. Em cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà một ngày mới sức khỏe, nhiều bình an. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.